Thương cho tấm thân cơ hàng là ngồi im bình con đỏ sáng ngang. Một vàng ngày hoa cho ta khi trên xe hoa ai đón đưa. Đứng trên từ đây đến đoàn để lại một mình thân gầy heo hon. Tình đường xưa chẳng còn nhưng sao em bại sự tóc nàng xoan. Và vừa không chỉ để ta phải sơ cái thức thôi. Kiên ý treo người cho ta tận trên đôi mơ đâu bây nờ nhưng nhưng nhưng. Người hiền vương xưa giờ đây cũng sẽ forever lần hoa vương đến nhau vậy thôi. Này đánh bài ăn 10k của hai thằng nhỏ hàng xóm xong nghỉ nhìn mặt nó buồn vải nên trả ca a mú. Dữ chứ, phải cho nó bài học đầu đời. Nè, anh nói thiệt, anh nói nghiêm túc nha. Một đứa con nít mà khi mà em làm như vậy với nó là nó hư đó. Em mà trả tiền lại là sau này nó sẽ hư. Anh có kinh nghiệm, thiệt. Hồi nhỏ anh được trả lại tiền rất là nhiều lần luôn á. Xong rồi anh cứ tưởng là rất là nhiều lần anh cứ tưởng là chuyện đó nó sẽ lặp đi lặp lại đấy. Hư á, nó phải nhận được một bài học cuộc sống, em hiểu không? Và với cái giá quá rẻ, em nên ăn thêm tiền của nó nữa. Giống như hồi đợt Tết năm đó đó, tôi thì tụi tao có chơi Liên Quân. Xong rồi trong Liên Quân nó có cái con quần què gì mà nó giống con sinh dao á, hình như con Triệu Vân thì phải. Tôi về thằng Tài thì nó có hai anh em, có tên thằng em tên Phát. Xong rồi thằng đó nó ngồi nó chơi Liên Quân hoài đó, cái tôi mới rủ nó, ơi nhóc, solo Liên Quân. Không, ảnh thì anh biết tôi đâu có chơi Liên Quân. Anh kêu ok, vô em nhánh vai solo. Cái tôi kêu là không có chơi solo ăn chơi, giờ 10.000 dán chơi thì vô. Cái anh vô, tôi lụm 10.000 con nhỏ. trả lấy luôn. Lấy 10.000 luôn. Xong rồi nó phải có bài học cuộc sống, bài học vỡ lòng. Nhưng mà tôi đâu biết chơi thiệt. Tôi chỉ vô tôi bấm đại nhưng mà tôi thấy nó gà quá nên tôi thành gà thôi. Đúng là tôi, đó là lần đầu tiên tôi bị chơi con đó trong cái trò đó luôn á. Néo phải. Tới, hút. Trời ơi má bro player, sao chơi con gì cũng hay vậy ta, vãi. Nó dù e kéo xì rách e kéo bốn lá xong e giấu một lá chứ mẹ đó phải chơi. Nói chung là mày làm xòe vẫn được chơi á, có tiền đâu mày phải anh, mày phải ăn tiền đó, mày rút 6 lá cũng được. Quan trọng là mày phải cho nó bài học vỡ lòng, đúng không? Con nít không nên cờ bạc, cái đó mới là cái quan trọng. Mày phải cho nó thua và cho nó buồn bã, nó không cờ bạc. Cái hay của mình á là mình khiến cho nó không muốn cờ bạc, em hiểu không? Anh ủng hộ. Lần sau ví dụ có chơi rút nhiều lá xíu. Trời ơi trời đó là trời. Trời đó là trời. Một lát, hai lát, một anti, hai anti. Né qua phải. Trời né thuận hai tay mọi người ơi. Hay là thằng này nó chơi theo cái thuật gọi là né trái né phải, ta là pha trước né trái, pha sau sẽ né phải. Ôi. Cây à, cây à, cây à. Rồi rồi. À Lee Sin không đu vô, nhiều khi tôi gích đi còn giết 1, giết 2, giết 3, hút máu 1, 2, 3, 4, 5 luôn á chứ. Hả? Giỡn. Giỡn. Hay. Cứu nó kìa. Trời ơi. Chán dạ. Gà chưa. Chết. Ủa hay bị em nổi. Trời ơi vậy được luôn hả? Trời ơi mấy thêm cái đúp nữa. Em nhái. Catch it bitch. Nhưng một con này bên hông. What the dog doing? Đấy, gà chưa. Ủa hai này làm gì vậy? Trời ơi.
nó cắp gà. Nó bẫy gà. Xéo nó bị mắc cái bẫy gà rồi. Mình đang tò mò, mình nói ủa hai nãy làm gì ta. Hóa ra là nó bẫy gà. Nó bẫy gà, ông bẫy gà. Đây là sự tỉnh táo. Holy shit, chắc đây cũng đầy quá. Đá thằng gỗ tôi giờ, thôi tôi đi xuống bot. Tại vì dẫu sao thì Mết cũng đã nhiều lần đạt được cái top 1 Elo Việt Nam rồi. Cho nên là cái câu chuyện ở đây nó phải có cái sự tỉnh táo thì nó mới có đạt nhiều lần được như vậy chứ. Một lần thì có thể là Mết hơn, đúng. Một lần thì có thể là Mết hơn đấy. Nhưng mà cái việc mà Mết đã từng top 1 nhiều lần, nó nói lên là một cái gì đó. Nó rất là cái gì đó. Bạn hiểu không? Chó này đi đi đúng mấy em tao à. Ừ, rồi mình sống rồi đó. Cây le sống rồi đó, cây le. Sống rồi đó, cây le. Ừ, cây le sống. Cây le sống, cây le vẫn sống rồi đó. Trời ơi, xém nó sống thiệt rồi, trời ơi. Nguy hiểm vãi. Ăn con xe của nó. Ừ, cho nó quy. Nó mạnh lên hồi nó kêu nó gánh mình này nọ đồ. Đánh xa già. Full R cầm spell. Chết chay. Xứng đáng làm bạn anh. Đánh con xa già. Em full cây máu. Em còn R, em có lát mà em chết chay. Vậy mà em đòi làm bạn của anh. Không được. Anh có sĩ diện, ý là anh có cái gọi là cái chuẩn mực. Tại vì gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng, em hiểu không? Anh không thể nào gần một cái hũ mực như em được. Anh phải gần những cái bóng đèn. Ví dụ như cái tình huống này, em thấy em đánh không? Quá hay. Con Aesir nó bắt đầu nó gõ đầu cái le kìa. À, tôi nói mấy ông là con A xe chuẩn bị lao cái nó chuẩn bị chết nè, nó ăn hết quy lính cái nó bị lít tê le. Con lít tê le gõ vô cái đầu nó nè. À tôi đứng tôi bảo ok con lít tê le đâu vậy? À đây là lít tê. Dạ tôi giỡn cho vui, tôi giỡn cho vui. Ăn chứ anh bảy ăn chứ. Chị má. Cho anh ti tao. Mới mất 1.500 máu rồi, thua. Cái gánh anh ti tôi kìa mọi người. Bây giờ tôi có thể rebot nó. Cái rebot là nó đánh đập đội được không? Không bao giờ bỏ bạn, đó là châm ngôn của ông Mỹ Núi. Ê! Đăng ách! Hay! Hay quá cơ gót ơi! Làm gì có chuyện Mỹ Núi bỏ bạn hả? Làm gì có chuyện Mỹ Núi bỏ bạn? Không nói gì đi! Ôi! Đăng ách anh đi tôi nữa kìa! Bố đã hết máu rồi! Hay vãi! Đánh con SQ hay vãi! Vãi! Ê ơi! Một trận đấu mãn nhãn! Hehehe